Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Thưa quý vị, ngẽn lệnh giao dịch trở thành vấn đề nóng nhất của thị trường chứng khoán trong vài tháng trở lại đây vì hiện tượng này xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán. Giới chuyên gia cho rằng giải pháp căn cơ dài hạn cốt lõi nhất để ngẽn lệnh giao dịch không còn tiếp diễn là tự chủ được công nghệ vận hành thị trường chứng khoán. Chuyên đề chứng khoán cuối tuần này sẽ tiếp tục đề cập về chìa khóa khắc phục ngẽn lệnh chứng khoán. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI, thị trường chứng khoán đã bị tổn thương trong 3 tháng qua khi hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên diễn ra ngẽn lệnh. Có thời điểm nhà đầu tư không thể biết quan hệ cung cầu trong giao dịch chứng khoán hoặc không thể mua bán chứng khoán đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của nhà đầu tư và uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam với giới đầu tư quốc tế. Do đó, các giải pháp cần được thực hiện sớm và quyết liệt để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Việt Nam với thanh khoản dồi dào đã ghi nhận những diễn biến vô cùng tích cực trong thời gian vừa qua. Chỉ số VN Index liên tục thử thách quanh mốc 1.200 điểm. Cái sự hưng phấn của nhà đầu tư cá nhân và đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường cho năm 2020 vẫn đang tiếp tục và đang được giữ ở mức khá là tích cực. Khi mà chúng ta thấy được rằng là cái sự giao dịch thị trường khá là sôi động và nhà đầu tư tham gia, đặc biệt là chúng ta thấy được rằng là khi mà thị trường giảm điểm mạnh ở trong những phiên điều chỉnh do ảnh hưởng của những thông tin từ dịch Covid tại Việt Nam thì nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy khá là mạnh và dòng tiền mua, lực cầu mua ở các vùng giá thấp đang khá là cao. Vậy tôi cho rằng là cái sự tăng trưởng của thị trường giai đoạn gần đây nó đến từ cả hai yếu tố, bao gồm cả các nhà đầu tư mới và cả các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cừ cựu nữa. Theo giới phân tích, hệ thống giao dịch hiện tại đã quá lỗi thời, không phù hợp với nhu cầu đầu tư trên thị trường, thậm chí là chậm hơn so với sự tăng trưởng của toàn thị trường. Cái hệ thống giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội từ bao lâu nay chúng ta đang nhìn thấy là đáp ứng ở một số quy mô vừa phải hoặc cao hơn đôi chút. Chúng ta đã có những hệ thống hỗ trợ từ hệ thống giao dịch của Thái Lan trong những ngày qua thì nó tương đối là có thể gọi là lỗi thời và cái tốc độ nó chưa để đáp ứng được một quy mô rộng hơn. Tại vì chúng ta phải nhìn rộng dần rằng là sẽ rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức sau này họ sẽ giao dịch trên cái hệ thống đó và tốc độ lệnh giao dịch lệnh sẽ nhiều hơn. Sau này còn đặc biệt là cái câu chuyện về T0 nữa, rõ ràng là cái tốc độ giao dịch mua và bán các cổ phiếu nó sẽ khiến cho thanh khoản thị trường tăng vọt mà cái hệ thống tốc độ giao dịch đi lệnh rất là nhiều, dẫn đến cái việc là lỗi hệ thống sẽ xảy ra nếu chúng ta không có một cái biện pháp tổng thể, không có những cái biện pháp nâng cấp hệ thống càng sớm càng tốt. Rõ ràng là chúng ta đang đi chậm hơn so với cái việc là dự báo về chính vì cái giai đoạn mà Covid ảnh hưởng nó dẫn đến cái việc là nhiều nhà đầu tư tham gia mới, dòng tiền mới lớn tham gia thị trường là bất ngờ, bất chợt nó gây cho một cái việc là hệ thống hơi quá tải trong việc đáp ứng cái việc giao dịch mua bán của các nhà đầu tư. Trước những giải pháp mà cơ quan quản lý đề cập để xử lý vấn đề ngẽn lệnh, các chuyên gia khẳng định đây chỉ là những giải pháp mang tính tình thế. Điều quan trọng nhất vẫn là sớm triển khai hệ thống mới để thị trường giao dịch thông suốt. Chúng ta có thể tạo ra được một cái gọi là hệ thống giao dịch dành riêng cho một số cổ phiếu tại HO nhưng sử dụng phần mềm của Hà Lan, thì chúng tôi rất ủng hộ cái phương án này bởi vì đây là một phương án nó có thể giúp cho cái lưu lượng lệnh đẩy vào sàn HO giảm đi ngay lập tức trong một cái sau một khoảng thời gian cơ cấu ngắn hạn, có nghĩa chúng ta công ty chứng khoán và các sở giao dịch và trung tâm lưu ký có thể sẽ phải điều chỉnh hệ thống phần mềm trong vòng đâu đó khoảng tầm 1-2 tháng tới, và sau khi điều chỉnh xong thì chúng ta đã có thể ngay lập tức giảm tải cho HO. Đây là một biện pháp tôi cho rằng là rất nhanh chóng để có thể khắc phục tạm thời cái tình trạng ngẽn lệnh. Tuy nhiên, nhìn về chung và dài hạn thì rõ ràng đây không phải là một cái giải pháp dài hạn mà chúng ta vẫn phải chờ một cái hệ thống hoàn chỉnh mới để có thể được vận hành cả một hệ thống đồng bộ, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể xử lý dứt điểm cái vấn đề tắc lệnh. Trong hướng dẫn của mình thì Ủy ban chứng khoán cũng còn nói rõ rằng tạm thời những cái cổ phiếu này sẽ được đưa ra khỏi rổ VN Index, và đây cũng sẽ là một điểm mà các doanh nghiệp niêm yết sẽ rất là cân nhắc nên cái chính sách, những cái cơ chế lần này cần phải tạo cho doanh nghiệp được cái niềm tin là họ vẫn là cổ phiếu của sàn HOSE, và chỉ cái việc chuyển này chỉ hoàn toàn là tạm thời cũng để họ có thể đảm bảo được cái sự yên tâm của đến cho các cổ đông của mình, đặc biệt nếu như trong cơ cấu cổ đông có các nhà
đầu tư nước ngoài, thì cái việc mà đột nhiên bị chuyển sàn xuống từ sàn HOSE xuống sàn HNX mà không có một cái thông báo rõ ràng, hay là không có một sự thông báo rất là rõ ràng của chính phủ về cái cơ chế này, thì nó sẽ tác động ra tương đối là không quá tích cực đến cổ phiếu của doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng, hy vọng việc ngẽn lệnh sẽ sớm được giải quyết để tránh làm chậm đà tăng này. Trong bối cảnh tình trạng ngẽn lệnh chưa được giải quyết, các thành viên thị trường có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Họ có đề xuất giải pháp gì? Mời quý vị cùng theo dõi chùm ý kiến mà chúng tôi đã tổng hợp ngay sau đây. Chuyển một số cổ phiếu có thanh khoản sang tạm thời sang HNX có thể là phương án khả thi trong thời điểm hiện tại, trong thời gian chờ đợi nâng cấp hệ thống. Bạn có đề xuất giải pháp gì khác về lâu dài không? Một số giải pháp khác mà tôi có nghĩ đến như là việc chuyển những cái hợp đồng phái sinh, hợp đồng cover warrant, nó cũng có rất nhiều hợp đồng cover warrant và sẽ chiếm một cái dung lượng nhất định của thị trường. Mình có thể chuyển hẳn cái, có thể là trước mắt chuyển hết cái phần giao dịch cover warrant sang HNX trước khi mà xem xét đến việc chuyển đổi doanh nghiệp, thì đó cũng là một phương pháp có thể tính đến. Cái giải pháp nâng lô thì nó cũng chưa được gọi là được cho đa phần nhà đầu tư. Tại vì thế này, tức là khi mà nâng lên cái lô lên 1.000 cổ một lô lẻ thì nó cũng tức là cái nó dẫn đến cái việc là rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ là không đảm bảo được cái, cũng như không thỏa mãn được cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đấy, ví dụ như là thế với những cái cổ phiếu mà mình rất là mong muốn mua là những cái cổ phiếu mà cái giá của nó hiện thị giá của nó hiện tại là nó có thể 50-60 nghìn một cổ, thì nó sẽ dẫn đến việc là cái khoản đầu tư nó lên tới 50-60 triệu, thì nó cũng là một cái khoản tương đối lớn. Thì tôi nghĩ là cái đấy ảnh hưởng rất nhiều, và riêng bản thân tôi là cũng bị ảnh hưởng. Theo quan điểm của cá nhân tôi á, thì một trong những cái giải pháp quan trọng nó phải xuất phát điểm từ cái sự hợp tác của chính các nhà đầu tư ở trên thị trường. Bởi vì trên thực tế thì các nhà đầu tư chúng ta cũng phải nhìn nhận xem là cái mục tiêu mà khi các nhà đầu tư lựa chọn một công ty chứng khoán để mở tài khoản là cái gì. Nếu như ở thời điểm tại, tôi cho rằng là với một cái tiếp cận thông tin nền tảng của các cái sự đại chúng về mặt thông tin, đặc biệt là các tư vấn đầu tư đối với các công ty chứng khoán vực của cho nhà đầu tư, thì cái sự chênh lệch về mặt thông tin giữa các công ty chứng khoán nó không còn nhiều nữa. Tuy nhiên ở hiện tại, cái việc mà đảm bảo được các cái cơ cấu đặt lệnh của nhà đầu tư làm sao cho nó thông suốt và nó không bị nghẽn lệnh lại là một trong những cái lợi thế có thể nói là đang được đặt lên hàng đầu. Và đôi khi cái việc mà lựa chọn của nhà đầu tư để dàn trải nó từ tập trung từ cái công ty chứng khoán lớn sang những công ty chứng khoán mà có quy mô vừa phải, tuy nhiên đảm bảo được cái sự thông suốt lệnh này, thì nó là một cái lựa chọn tôi cho rằng là khôn ngoan. Và nếu như các nhà đầu tư trên thị trường mà có một cái lựa chọn phù hợp như vậy, thì ngay bản thân cái hệ thống của sở cũng là có thể là đã được giảm tải rồi. Và nó phần nào nó cũng đóng góp vào cái việc là đảm bảo là đỡ bị nghẽn lệnh. Để góp phần giải quyết tình trạng nghẽn lệnh trên thị trường, công ty chứng khoán VN Direct đã trở thành công ty đầu tiên đề xuất chuyển sàn giao dịch từ HOSE sang HNX. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, quyền tổng giám đốc của công ty chứng khoán VN Direct cho rằng vấn đề quá tải ở HOSE sẽ được giải quyết hiệu quả nếu có đủ lớn số lượng các công ty thực hiện chuyển cổ phiếu từ HOSE sang giao dịch tạm thời ở HNX. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Quỳnh về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, việc nghẽn lệnh trên sàn HOSE đã diễn ra liên tục vài tháng nay. Vậy điều này ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán nói chung cũng như là hoạt động của công ty chứng khoán VN Direct? Chúng tôi là những cái đơn vị kinh doanh ở trên thị trường, thì cái việc mà mình phục vụ các khách hàng là mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lệnh của các khách hàng đẩy vào hệ thống của công ty chứng khoán thì có thể không đẩy được vào hệ thống của sở giao dịch, và nó có thể dẫn tới những cái chất lượng dịch vụ của công ty bị đánh giá thấp. Thứ hai nữa là có thể nó phát sinh những cái vấn đề về tranh chấp mà không đáng có với các cái nhà đầu tư, bởi vì nó có những cái hiện tượng các cái lệnh giao dịch có thể vào hệ thống của công ty mà không vào được cái hệ thống của HOSE. Nhưng mà cái quá trình mà hoạt động của sàn giao dịch thì trong lúc một số cái hệ thống của các công ty này dừng lại, hệ thống các công ty khác vẫn tiếp tục được giao dịch, thì cái việc đấy sẽ dẫn đến một cái câu hỏi với nhà đầu tư là tại sao lại là như vậy.
và cái việc mà giải thích của các công ty chứng khoán với các nhà đầu tư cũng sẽ khá là khó khăn. Và như vậy thì cái việc mà phục vụ các nhà đầu tư nó sẽ không được thông suốt và nó ảnh hưởng đến uy tín, đến hình ảnh của các công ty trong con mắt của các cái nhà đầu tư và rất khó giải thích. Ngoài ra thì đối với công ty chứng khoán thì cái việc mà hoạt động kinh doanh như hoạt động mà giao dịch tự doanh hay là các cái hoạt động mà cho vay margin thì nó cũng dẫn đến cái việc là phải có cái thứ nhất là thực hiện cái việc chủ động đặt lệnh giao dịch theo cái chiến lược kinh doanh của mình. Thứ hai là cũng chủ động trong cái quản trị rủi ro khi mà thị trường có các cái biến động lớn thì cần phải có các cái hoạt động, ví dụ như đối với cho vay margin là chúng ta sẽ phải có các hoạt động để mà for sale. Thì trong những tình huống mà thị trường có biến động mạnh, mà khi mà thị trường bị quá tải và nghẽn lệnh ngừng giao dịch thì các cái hoạt động như vậy không thể chủ động triển khai thực hiện được và nó sẽ dẫn đến cái rủi ro của các công ty chứng khoán nó sẽ phát sinh khá là lớn. VN Direct đã đề xuất tạm thời chuyển sàn từ HOSE sang HNX. Xin ông chia sẻ về kế hoạch này. Trong các cái giải pháp mà các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái giải pháp mà chuyển tạm thời cái giao dịch cổ phiếu từ sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh sang sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội là tương đối khả thi. Và chúng tôi nghĩ rằng nó cũng cần có một cái quá trình để triển khai và cần phải có cái sự bắt đầu. Và tôi thấy rằng là với cái giải pháp mà của Ủy ban chứng khoán đưa ra trong cái công văn 713 thì chúng tôi cũng thấy là với cái vai trò là một công ty chứng khoán lớn thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi thấy rằng cái việc chuyển cái cổ phiếu sang giao dịch ở HNX thì cũng giúp cho các cổ đông của VN Direct tức là có thể thực hiện giao dịch được thông suốt cái cổ phiếu của công ty khi mà có nhu cầu mua hoặc bán, và cái việc đấy nó đảm bảo cái quyền lợi của các cổ đông cũng như đảm bảo cái quyền lợi của các cái nhà đầu tư mà mong muốn đầu tư vào cổ phiếu của VN Direct sẽ không gặp phải cái tình trạng nghẽn lệnh hoặc là quá tải không thực hiện được cái hoạt động giao dịch và dẫn tới là có thể có những cái rủi ro trong cái quá trình hoạt động tham gia vào đầu tư cổ phiếu của VND. Mặt khác ấy, thì rõ ràng là cái việc đó nó cũng góp phần là giúp mà giải quyết tạm thời cái tình trạng nghẽn lệnh hoặc là quá tải ở HOSE. Nếu như cái việc mà chuyển giao dịch cổ phiếu của VNRX này cũng tạo ra một cái ảnh hưởng và khích lệ các cái doanh nghiệp khác cùng tham gia và chuyển cái cổ phiếu tạm thời sang giao dịch ở HNX trong cái thời gian mà chúng ta chờ một cái giải pháp tốt hơn. Cụ thể ở đây có thể là cái giải pháp mà chúng ta đang kỳ vọng là triển khai cái hệ thống phần mềm giao dịch của HNX cài đặt ở cái hệ thống của HOSE. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán thì cũng đã lấy ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị và cũng được đại hội cổ đông thông qua cái chủ trương là sẽ làm cái thủ tục để chuyển giao dịch tạm thời cái cổ phiếu của VN Direct từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Qua cái quá trình làm việc các cơ quan quản lý nhà nước và truyền thông ở trên báo chí từ phía các cơ quan quản lý nhà nước thì có mấy cái vấn đề cũng phải báo cáo rõ với các nhà đầu tư và các quý vị cổ đông. Thứ nhất là cái việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nó đơn thuần chỉ là cái việc mà chuyển giao dịch cổ phiếu tạm thời chứ không đồng nghĩa với cái việc là chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra ấy, thì cái theo luật chứng khoán mới mà có hiệu lực từ năm 2021 thì hiện nay cái tiêu chuẩn niêm yết ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đồng nhất vào một cái tiêu chuẩn niêm yết giống nhau. Và vì vậy thì cái việc mà chuyển giao dịch tạm thời cái cổ phiếu của VN Direct từ HOSE sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nó không đồng nghĩa với cái việc là mình hạ chuẩn hay là hạ cái chất lượng của cái cổ phiếu VN Direct. Bản chất cái hoạt động của VN Direct nó vẫn tiếp tục, tức là cái chất lượng của công ty VN Direct nó vẫn được phản ánh vào cái gì, vào cái hiệu quả hoạt động, vào cái các thông tin được công bố công khai minh bạch vào về cái kết quả hoạt động của VN Direct. Và như chúng tôi cũng đã báo cáo với quý vị cổ đông trong đại hội cổ đông thì cái kết quả lợi nhuận của năm 2020 là rất tích cực, và chúng tôi cũng đặt ra một cái kết quả, một cái kế hoạch cũng khá là có thể nói là triển vọng cho năm 2021. Và vì vậy thì cái việc mà chuyển sàn đấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cổ phiếu. Và cái vấn đề thứ hai ở đây thì tôi cũng nghĩ rằng là cái việc này nó không phải là cái việc chuyển vĩnh viễn. Đây cái hành động chuyển giao dịch cổ phiếu này thì như tôi đã nói là nó một là đảm bảo cái quyền lợi của cổ đông, và thứ hai nữa là
nó góp phần để giải quyết tạm thời cái tình trạng tắc nghẽn và cái tình trạng quá tải. Và như vậy thì ngay khi mà cái hệ thống giao dịch hay là cái giải pháp mà đối với cái hệ thống giao dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, ở sở Chứng khoán Hồ Chí Minh được giải quyết và nó giúp cho thị trường giao dịch thông suốt trở lại, thì cái cổ phiếu của VN Direct ấy, theo như thông báo của cơ quan quản lý thì sẽ ngay lập tức được tự động chuyển lại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh để giao dịch như bình thường, và vì vậy thì cái quyền lợi của các cổ đông vẫn được đảm bảo. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV ạ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.